Thúy Diễm chia sẻ về Tết sau khi làm mẹ, chẳng thấy Tết đâu ngoài tả với sữa. Những dòng tâm sự mới đây của bà xã Lương Thế Thành về ngày Tết của mẹ bỉm sữa nhận được sự đồng tình của nhiều chị em. Thúy Diễm Lương Thế Thành là một trong số ít cặp đôi nghệ sĩ trẻ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 2 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ của cả hai ngày càng trọn vẹn khi con đầu lòng chào đời. Lần đầu lên chức bố mẹ có nhiều bỡ ngỡ, nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng cùng nhau san sẻ việc chăm con. Mới đây Thúy Diễm vừa gây chú ý khi tâm sự về cảm xúc trong ngày Tết Kỷ Hợi. Đây là cái Tết đầu tiên vợ chồng Lương Thế Thành được đón năm mới bên cạnh con trai cưng. Dù không còn tự do, Tết chỉ toàn tả với sữa, nhưng bà mẹ trẻ thì đây là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được. Dù rất bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho bản thân sau khi sinh con, nhưng với Thúy Diễm, đó là niềm hạnh phúc. Năm nay Tết khác quá, chẳng còn tự do, chẳng còn được tung tăng, chẳng được ai lì xì nữa, muốn đi đâu cũng được tầm một tí là phải tức tải chạy về. Mất nhiều cái vốn dĩ thành thói quen lắm, nhưng bù lại được có con trong đời. Hôm nay nhóc về quê với ông bà nội, mặc dù được rảnh rang tung tăng, nhưng sao thấy thiếu quá nhớ thằng nhóc này. Cả đêm, ôm ổng hít hà hoài, sợ mai ổng đi nhớ mùi ổng, sáng ra hung lấy hung để vẫn không đã. Ra đời chưa bao lâu nhưng con trai Lương Thế Thành đã có lượng fan khá lớn vì quá đáng yêu. Chợt nhận ra có con trong đời mới là món quà quý nhất thiêng liêng nhất mà mẹ có được đó nhóc con à. Dạo này ảnh quấn mẹ lắm, ảnh càng ngày càng đáng yêu, làm mẹ chẳng muốn làm gì ngoài việc xào quần với ảnh. Suốt Tết này mẹ chẳng thấy Tết đâu ngoài tả với sữa, nhưng chắc chắn một điều mẹ nhận ra rằng nhóc con mới là mùa xuân của mẹ. Mỗi giây phút ôm con trong lòng là hạnh phúc nhất rồi nè, nhớ chó con quá, xa ảnh tí xíu mà nhớ quá xá rồi, Thúy Diễm tâm sự. Lương Thế Thành rất cưng chiều vợ, dù là khi đang mang thai hay đã sinh con. Nam diễn viên rất thành thạo việc cho con ăn, tắm rửa hay thay tả cho bé Bảo Bảo. Dù không được rảnh rang muốn làm gì thì làm như lúc chưa sinh con. Nhưng mỗi khi xa con trai cưng, Thúy Diễm vẫn rất nhớ, chỉ muốn mãi bên cạnh cục vàng của mình. Dưới bài viết, bà xã Lương Thế Thành nhận được nhiều lời cảm thông của cư dân mạng. Đông đảo chị em cũng bày tỏ sự đồng cảm với Thúy Diễm vì thấy hình ảnh của mình trong đó. Năm Dốc Tỳ dàn sao cổng mặt trời siêu đáng yêu, con trai nhà Lương Thế Thành hot hơn cả bố mẹ. Ngọc Lan được đánh giá là nữ diễn viên tài năng khi cô vào vai Hồng, một cô gái thực dụng ham vật chất trong cổng mặt trời. Trải qua bao nhiêu sóng gió trong sự nghiệp và tình duyên, cuối cùng Ngọc Lan đã đạt được hạnh phúc mà mình mong mỏi bấy lâu khi chính thức kết hôn cùng diễn viên Thanh Bình. Cuộc sống nữ diễn viên thêm dấu mốc đáng nhớ vì sự ra đời của bé Phôi, tin ở nhà của bé Lô Yêu bình an. Nữ diễn viên cũng bắt đầu dành thời gian luyện tập để lấy lại vóc dáng, sớm tái ngộ khán giả trong những vai diễn mới. Sở hữu vẻ ngoài bụ bẩm khấu khỉnh, bình an không chỉ là niềm hạnh phúc của vợ chồng Ngọc Lan Thanh Bình mà còn chiếm được tình cảm từ người hâm mộ. Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ và sở hữu tính cách khá hiếu động. Dù còn nhỏ tuổi nhưng con trai của cặp đôi diễn viên Ngọc Lan Thanh Bình đã sở hữu lượng người hâm mộ khá lớn. Lê Bê La nên duyên với Hải Thanh, phó đạo diễn của Cổng Mặt Trời thời điểm ấy. Khi đó Lê Bê La 25 tuổi, còn ông xã hơn cô 4 tuổi. Đến năm 2015, cặp đôi đã cùng nhau chạm đến vạch đích của hạnh phúc bằng một hôn lễ ấm cúng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 5. Trước đó, cả hai tổ chức lễ cưới tại quê hương chú rể ở Lâm Đồng và quê hương cô dâu ở Đắk Lắk. Lên xe hoa từ năm 25 tuổi, nữ diễn viên bày tỏ rằng mình không hề hối hận bởi đã có chồng làm điểm tựa về sau cho mình. Và đến hôm nay, quả ngọt của cả hai là cậu con trai mới hơn 3 tuổi Minh Khi. Dù còn nhỏ nhưng cậu bé đã khiến nhiều người thích thú bởi tố chất trở thành soái ca sau này. Lương Thế Thành bắt đầu tham gia bộ phim Cổng Mặt Trời. Tên tuổi của anh ngày càng tỏa sáng và ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhân vật Bình, đẹp trai thông minh, tính tình chất phác cùng tình yêu đẹp với Cúc. Sau một năm bên nhau, tài sản của đôi vợ chồng trẻ là cậu con trai Lương Thế Bảo, nghĩa là bảo bối quý giá mà ông trời đã ban cho hai vợ chồng. Ở nhà mọi người hay gọi bé bằng cái tên thân mật là Bảo Bảo, để ông bà dễ gọi và nghe cũng rất đáng yêu. Con trai Lương Thế Thành Thúy Diễm chào đời cuối tháng 6, 2018 nặng 3,2kg. Năm ngoái, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã tung ra bộ ảnh gia đình vô cùng hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ, khiến nhiều cặp vợ chồng hào hứng phải xin ngay cho mình một quý tử đáng yêu như vậy.
Từ khi chào đời, mỗi hình ảnh hay clip về bé Bảo Bảo đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Bảo Bảo là cậu bé hay cười, nghịch ngợm và rất lanh lợi. Tú Vi tham gia Cổng Mặt Trời và Vai Trà, một cô sinh viên chăm chỉ và mạnh mẽ. Tú Vi Văn Anh là một trong những cặp đôi của làng giải trí khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Vào tháng 11/2015, đám cưới hai người được tổ chức. Sau khoảng thời gian về chung một nhà, vào ngày 2/4/2018, nữ diễn viên đã hạ sinh đứa con đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở Bình Dương. Ở những tháng đầu, vợ chồng Tú Vi thường xuyên che mắt con bằng những icon đánh yêu trên phần mềm chụp ảnh. Nhưng mới đây, khi bé được 5 tháng, nữ diễn viên đã thoải mái khoe ảnh gương mặt con. Tú Vi cũng tiết lộ con gái rất giống Văn Anh lúc còn nhỏ, xinh xắn và vô cùng đáng yêu. Hiền Trang, trong số các diễn viên đóng Cổng Mặt Trời 10 năm trước, Hiền Trang sống khép kín, ít xuất hiện trên mặt báo. Khán giả hiếm khi thấy cô xuất hiện trên những bộ phim truyền hình, nữ diễn viên cũng thỉnh thoảng tham gia ca hát. Hai vợ chồng Hiền Trang, Thái Huy thống nhất đặt tên con gái là Ngọc Hân Hà. Con trai tên Hoàng Khải, với mong muốn rằng cái tên cũng sẽ mang đến cuộc đời tươi đẹp cho các con. Các con được khỏe mạnh, ngoan và là người tốt trong tương lai. Cậu con trai Hoàng Khải mắt to tròn và kháu khỉnh. Cô con gái Ngân Hà xinh xắn, dễ thương, bé tí đã đòi mẹ đi làm điều. Ngân Hà từ bé đã biết tạo dáng, chụp ảnh, không khác gì mấy mẫu nhí chuyên nghiệp. Đức Thịnh, tôi đã nóng nảy phản ứng hơi quá với Trấn Thành. Sau những lời trách Trấn Thành sai về kiếp phim Trạng Quỳnh, Đức Thịnh lại thể hiện sự thông cảm với cây hài và thừa nhận mình đã hơi quá. Những ngày qua, Đức Thịnh và Trấn Thành là hai cái tên ồn ào trên mặt báo. Điều này bắt nguồn từ cuộc cạnh tranh giữa hai phim chiếu vào dịp Tết vừa qua là Trạng Quỳnh và Cô Lại Vợ Bầu. Đầu tiên, Trấn Thành bức xúc khi một trang mạng về phim xuất hiện hàng loạt đánh giá một sao dành cho Cô Lại Vợ Bầu. Trấn Thành đặt câu hỏi về thế lực ngầm đứng sau chiêu trò này với mục đích chơi xấu phim. Ngay sau đó, Đức Thịnh đưa ra phản hồi, thông tin nói ekip Trạng Quỳnh chơi xấu phim khác tôi nghĩ không đúng, vì theo các báo cáo thống kê của các nhà phát hành thì hiện nay Trạng Quỳnh chỉ đang cạnh tranh top 1 với phim Bí Kíp Luyện Rồng, nên không có lý do gì để làm mấy chuyện vớ vẩn đó. Sáng ngày 10 tháng 2, Đức Thịnh thể hiện sự thất vọng về cách hành xử của Trấn Thành khi không PR quảng bá cho phim Trạng Quỳnh. Anh cho rằng Trấn Thành có hai phim ở thời điểm nhạy cảm nên phải cư xử đúng đắn, để ít nhất không ảnh hưởng đến người mà mình đã cộng tác. Tôi thừa hiểu áp lực của Trấn Thành ở phim còn lại, tuy vậy tình huống này cậu ấy đã cư xử không đúng. Đừng đem địch chiếu ra giải thích phân bua, chẳng ai muốn tình huống này, nhưng đã rơi vào phải xử lý đúng cho đôi bên, Đức Thịnh chia sẻ sau một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, đạo diễn phim Trạng Quỳnh thừa nhận với báo đã nóng nảy, phản ứng hơi quá khi chưa tìm hiểu sự việc kỹ càng. Anh khẳng định, tôi và Trấn Thành chỉ là nạn nhân của cuộc cạnh tranh. Bây giờ bình tâm nhìn lại, tôi thấy mình nóng nảy, phản ứng hơi quá với Trấn Thành. Tôi nóng nảy cũng vì quá cưng đứa con tinh thần của mình. Làm phim cực khổ, thật lòng bây giờ tôi không trách Trấn Thành bất cứ điều gì. Chia sẻ về thông tin nhà sản xuất phim Trạng Quỳnh muốn khởi kiện Trấn Thành vì không hợp tác với ekip trong quá trình quảng bá phim, Đức Thịnh cho hay, tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ bảo vệ Trấn Thành đến cùng. Tôi là nghệ sĩ nên tôi hiểu Trấn Thành. Đức Thịnh tin rằng các nhà đầu tư phim Trạng Quỳnh nhìn lại cũng sẽ không giận Trấn Thành. Tức giận và trách móc chỉ là cảm giác khi người ta đang quá bực mà thôi. Nam đạo diễn cho rằng Trấn Thành là diễn viên chuyên nghiệp, làm việc đầy tâm huyết trong quá trình quay phim. Bây giờ tôi mới thấu hiểu nỗi khổ của Thành trong chuyện này. Thành có nỗi khổ vì chuyên môn, hợp đồng với phim kia, cậu ấy phải ưu ái cho phim kia là đúng. Tuy nhiên lại có sự nhạy cảm vì bên Trạng Quỳnh cũng trả tiền, nên họ cũng có quyền đòi hỏi diễn viên. Tôi không nghĩ Trấn Thành muốn chơi xấu phim Trạng Quỳnh đâu, Đức Thịnh nhấn mạnh. Trả lời câu hỏi về việc dùng chiêu trò để PR phim, nam đạo diễn khẳng định trước đây, nay luôn chỉ muốn làm nghề và dị ứng với scandal. Trước đó, Đức Thịnh đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, tôi là đạo diễn và chỉ muốn làm phim đàng hoàng tử tế, không muốn dính thị phi. Câu nghe nhiều nhất hai ngày qua là Asin và Thịnh Mập là nạn nhân của sự cạnh tranh, nghệ sĩ ngây thơ thiệt. Ở phần bình luận, một số khán giả thể hiện sự bức xúc với cây hài. Đức Thịnh đã khuyên, đóng vai chính nên Asin lo lắng cho phim kia là tất nhiên rồi, là anh thì anh cũng vậy. Thôi thông cảm đi em, nghệ sĩ mệt mỏi nhiều thứ áp lực lắm em nha. Ngoài ra, nam đạo diễn còn thừa nhận với bạn bè những phản ứng trước đó về sự việc là hơi quá. Asin có áp lực và cũng không muốn mọi thứ như vậy đâu.
Thôi thông cảm đi, anh cũng hơi quá. Trong trạng Quỳnh trấn thành vào vai Sẫm, nhân vật thứ 9 trọng yếu của phim bên cạnh Nhã Phương và Quốc Anh. Trong buổi họp báo quảng bá phim, Đức Thịnh tiết lộ kinh phí phim khoảng 22 tỷ đồng. Riêng với trạng Quỳnh, cách C của Trấn Thành vào hàng cao nhất Việt Nam, năng nỉ bất hoài không bớt, không bớt một cách nào hết trơn. Nam diễn viên hài đóng vai chính trong phim Cua Lầy Vợ Bầu. Ngoài đảm nhận vai chính, Trấn Thành còn tham gia viết kịch bản, đạo diễn và đầu tư sản xuất. Theo thông tin từ các nhà phát hành phim, trạng Quỳnh và Cua Lầy Vợ Bầu đạt doanh thu cao trong dịp Tết. Riêng mùng 3 Tết, Cua Lầy Vợ Bầu đã thu về hơn 15 tỷ đồng. Sau 3 ngày công chiếu, trạng Quỳnh thu được hơn 35 tỷ đồng.